chào mừng các bạn đã đến với Funat Việt Nam. Hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến các bạn sản phẩm máy bạt xếp tự động, là một giải pháp che nắng tuyệt vời cho không gian ngoài trời của bạn. Máy bạt xếp tự động là hệ thống mái che di động tích hợp động cơ điện, được điều khiển từ xa bằng remote hoặc smartphone, với khả năng thu gọn và mở rộng linh hoạt chỉ với một nút bấm. Khung bạt được làm từ hợp kim nhôm hoặc thép không gỉ, đảm bảo độ bền và khả năng chịu lực tốt. Thiết kế khung có thể tùy chỉnh theo nhu cầu sử dụng, diện tích lắp đặt với nhiều kiểu dáng rất đa dạng cho bạn lựa chọn. Vải bạt được làm từ vải PVC cao cấp, có khả năng chống thấm nước, chống tia UV và bền màu. Vải bạt có rất nhiều màu sắc, hoa văn khác nhau, giúp người tiêu dùng có thể lựa chọn theo sở thích và phong cách cá nhân. Hệ thống dây và bánh xe chịu lực được làm từ vật liệu cao cấp, có thiết kế tỉ mỉ, chính xác, giúp máy bạt vận hành êm ái, đóng mở dễ dàng. Việc sử dụng thêm động cơ điện tự động giúp việc kéo và thu bạt trở nên dễ dàng hơn mà không cần phải sử dụng sức người như trước. Điều khiển từ xa cho phép người dùng điều chỉnh máy bạt một cách thuận tiện mà không cần phải thao tác trực tiếp. Máy bạt còn được lắp đặt thêm thiết bị cảm biến thời tiết, nó sẽ liên tục theo dõi thời tiết. Khi có mưa hoặc nắng gắt, hệ thống sẽ tự động đóng máy bạt để bảo vệ không gian bên dưới. Ngược lại, khi trời nắng nhẹ, máy bạt sẽ tự động mở ra để tận dụng ánh sáng tự nhiên. Đây là giải pháp che nắng mưa hoàn hảo cho các không gian ngoài trời, mang lại sự tiện nghi cho người sử dụng và tăng tính thẩm mỹ cho công trình của bạn. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Nếu có nhu cầu hoặc cần hỗ trợ, các bạn có thể liên hệ qua hotline 0705 702 708 hoặc truy cập vào website funat.vn để được tư vấn chi tiết kỹ hơn về sản phẩm. Xin cảm ơn.